Bị trêu, Hà Thanh Xuân bỏ cổ chạy lấy người với những bình luận trêu chọc mỉa mai của cư dân mạng. Vua cá coi Thắng Ngô sẵn sàng đáp lại gay gắt. Sau khi Hà Thanh Xuân công bố chuyện đường ai nấy đi, được gần một năm, vua cá coi Thắng Ngô cũng đã đăng tải khoảnh khắc vứt nhẫn cưới xuống sông, ngầm xác nhận cuộc hôn nhân thứ hai tan vỡ. Dẫu vậy, dân tình vẫn thi thoảng nhắc lại đến người cũ trong các bài đăng của vua cá coi Thắng Ngô. Với những bình luận trêu chọc, mỉa mai, vua cá coi cũng sẵn sàng đáp lại gay gắt. Mới đây, trong một bức ảnh, vua cá coi selfie với cây ngã, một dân mạng đã để lại bình luận như sau. Cái gì yếu, hèn gì, Xuân bỏ củi chạy lấy người. Vào đây riết mà nhận thức vẫn chưa lên khỏi nắp cống thì đi ra cho nước nó trồng. Hành động gay gắt của Thắng Ngô nhận về nhiều sự quan tâm của cư dân mạng, trong đó nhiều người cũng tỏ vẻ không đồng tình dưới sự kiếm duyên của một số người trên mạng xã hội. Kể từ sau khi công bố chuyện ly hôn, người vợ thứ hai Hà Thanh Xuân, vua cá coi Thắng Ngô vẫn há cởi mở khi chia sẻ cuộc sống riêng tư của mình. Mới đây, trên trang cá nhân, vua cá coi vừa đăng tải hình ảnh mới nhất nhận về nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Theo đó, nam doanh nhân khoe được một người phụ nữ nấu món ngon cho thưởng thức. Thậm chí người phụ nữ này còn nói rằng mỗi ngày sẽ nấu món và gửi quà cho vua cá coi, thưởng thức rồi xem được bao nhiêu điểm. Nói đến đây chắc chắn nhiều người sẽ tò mò người phụ nữ ấy là ai mà lại quan tâm đến vua cá coi nhiều như thế. Và theo lời giải thích của chính chủ, người phụ nữ ấy hóa ra là cô bạn thân đã chơi với vua cá coi Thắng Ngô hơn 30 năm nay. Người phụ nữ này chuẩn bị mở nhà hàng nên muốn nhờ anh thưởng thức và cho nhận xét về các món ăn. Cô bạn chơi hơn 30 năm điện thoại bảo em sắp mở nhà hàng, làm cũng tầm 30 món. Ngày mai trở đi, em nấu mỗi ngày một món anh duyệt thử nhé. Mình tưởng bà nói chơi, ai dè trưa nay nhận được món đầu tiên. Nhìn qua thì 9,5 điểm, nêm nước thì đạt 10 điểm, chắc do ngon mà hợp vị. Ăn vào đúng chuẩn, 10 cộng 1 bằng 11 điểm, cảm ơn người bạn tốt của tôi. Vua cá coi Thắng Ngô chia sẻ. Bên dưới phần bình luận của bài viết, cư dân mạng cũng được dịp suýt xoa tình bạn thân thiết của vua cá coi, đồng thời khen món ngon được trình bày đẹp mắt. Ngoài ra, cư dân mạng cũng khuyên vua cá coi nên tìm hiểu thêm các mối quan hệ để sớm tìm thấy người phụ nữ của cuộc đời mình, để được chăm sóc và nấu ăn cho hàng ngày. Về phần vua cá coi Thắng Ngô, trước đó anh cũng ngần ngại đề cập đến việc lấy vợ và khẳng định xung quanh mình không thiếu những phụ nữ trẻ đẹp dễ yêu. Khi có người nói rằng ông giờ đây cô đơn bên những chú rùa, Thắng Ngô đáp lại: hãy lo cho tương lai của bạn, nếu muốn thì tôi không thiếu những người phụ nữ xinh đẹp và tử tế để yêu đầu. Xuân nhân Thắng Ngô sinh năm 1975, được biết đến với biệt danh vua cá coi Việt Nam. Hà Thanh Xuân sinh năm 1988, là ca sĩ theo đuổi dòng nhạc bolero. Tháng 4 năm 2021, Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô lần đầu tiên biết nhau qua lời giới thiệu của một đạo diễn truyền hình. Tháng 4 năm 2022, Thắng Ngô cầu hôn Hà Thanh Xuân, cả hai làm đám cưới vào ngày 2 tháng 5 năm 2022, cũng là sinh nhật của Hà Thanh Xuân. Dẫu vậy, đến tháng 9 năm 2023, Hà Thanh Xuân đã công bố chuyện cặp đôi tan vỡ sau một năm hôn nhân.